Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin. Phải xong nhiệm vụ. David Livingstone, nhà truyền giáo trí danh tại Phi Châu, đã hầu việc Chúa trọn cuộc đời. Ông đã rao giảng tin lành cho các dân tộc sống nơi vùng đất sơ khai và lạc hậu này hằng bao nhiêu năm. Một ngày kia, Stanley đã gặp được Livingstone tại giữa vùng đất Phi Châu cằn cỗi. Sau một thời gian dài tìm kiếm, Stanley thông báo rằng Livingstone được mời trở về Anh Quốc. Tại đó nữ hoàng sẽ phong tặng tước hiệp sĩ cho ông. Hàng ngàn người ngưỡng mộ đang chờ đón ông tại quê nhà. Hơn nữa, có một số lý do khác mà Livingstone cần phải trở về nước Anh. Lúc ấy, sức khỏe của Livingstone đã giảm sút. Ông bước đi một cách khó nhọc. Lẽ ra, đó là lúc Livingstone phải trở về quê hương để an dưỡng lúc tuổi già. Thế nhưng, ông đã bảo với Stanley, "Tôi không thể trở về khi nhiệm vụ cứu vớt linh hồn vẫn còn nặng trên vai. Tôi ao ước được tận hiến cuộc đời mình cho Chúa đến giây phút cuối cùng." Thế là ông đã ở lại Phi Châu, và đúng như ước nguyện, ông trút hơi thở cuối cùng tại vùng đất hoang sơ ấy. Khổ nhục và vinh quang, mão gai và vương miện, dầu như là những điều gắn liền với nhau, không thể tách rời. Chẳng có thành công nào mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi và cả nước mắt. Tinh thần trách nhiệm là yếu tố then chốt để đạt được kết quả. Chỉ những ai không bỏ cuộc nửa chừng, không lánh nặng tìm nhẹ, những ai hy sinh hạnh phúc của riêng mình để xoa dịu khổ đau của người khác, những người ấy mới thật xứng đáng cho phần thưởng trên trời. Những cống hiến của chúng ta càng âm thầm bao nhiêu, càng có giá trị bấy nhiêu. Khi từ chối nhận lãnh sự khen tặng của thế gian, thì phần thưởng trên trời đã dành sẵn cho ta. Mỗi chúng ta đều đã nhận sứ mạng từ nơi Chúa. Hãy nỗ lực đến phút cuối cùng. Timôthê nhì, đoạn 4, câu 6 đến câu 8a chép rằng: Về phần ta, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Amen.